Chàng sinh viên trông vội vàng lắm, chiều hôm nay thi học kỳ cuối, với bao nhiêu lo toan trên đường tương lai. Chị công nhân đang vào nhà máy, từ phương xa cha già hàng ngóng, chờ đứa con lâu nay chưa có dịp về nhà. Từ xa xa có một bà lão, kìa đôi vai đang oằn nặng xuống, gánh dâu hôm nay vẫn chưa được bao nhiêu. Quần bên cao bên thì thật thấp, miệng giáo to tay cầm tập số, thằng bé rất mong ban nhanh để được về nhà. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta say ngon giấc, có anh nên có những bữa ngon lành. Nơi đâu cho ta bao mơ ước, nơi đâu cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút giây an bình. Dù đêm khuya hay trời hừng sáng, dù đi xa hay kề gần sát, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Trong bụi bặm lắm, hình xăm đen tóc nhuộm vàng trắng, có hay chăng phương xa mẹ già đang mong. Một ông kia gương mặt hạnh phúc, cầm trên tay hoa quả và nến, tặng đứa con thơ rất mong cha mình về nhà. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta say ngon giấc, có anh nên có những bữa ngon lành. Nơi đâu cho ta bao mơ ước, nơi đâu cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút sáng, dù đi xa hay kề gần sát, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Bước chân tôi cũng luôn mong được.